Chào mừng quý vị khán thính giả để đến với bản tin sóng TV ngày hôm nay. Ấn Độ tăng cường nà tên lửa sang các căn cứ quân sự dọc biên giới với Trung Quốc. Tập quân Bình xin hoàn bình. Kính thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc và Ấn Độ có chung 3.500 km đường biên giới, một độ dài không thể kiểm soát hết bởi thế. Nếu một bên có ý định ăn răng, thì bên kia có khi phải một thời gian sau mới phát hiện ra được rất nhiều Năm qua quân đội Trung Quốc đã ăn gian theo kiểu như thế Nên có những nơi đường biên giới của Ấn Độ bị ăn sâu vào đất của mình đến 135 km Thế nhưng khi bị phát hiện thì Trung Quốc lại cho rằng đó là đất của họ Bằng chứng là những doanh trại và một cột mốc đường biên giới đã được xây dựng lên và di chuyển vào sâu vào đất của Ấn Độ Những cuộc chiến lẽ nhỏ diễn ra suốt từ năm 1962 đến giờ vẫn chưa chấm dứt thậm chí cũng bùng nổ phát mạnh mẽ khi mùa hè chợt đến. Mấy tháng mùa đông trôi qua, quân đội của cả hai bên sôi nổi với những cuộc chiến dai dẳng không bên nào chịu thua bên nào. Trung Quốc thì kể cả vũ khí hiện đại hơn và cái bản chất ăn cướp đã trở thành thương hiệu của quân đội Trung Quốc, nên chúng tôi không có gì phải e ngại. Ngược lại, quân đội Ấn Độ lại mệt mài với phương châm giữ đất và quyết tâm lấy lại chứ không nhân nhượng với kẻ thù vào thời điểm năm ngoái, Việt Nam đã điều động 1.200 đặc công sang gấp Ấn Độ khi mùa đông băng tiếp phủ kín cả hai bên ngừng bán thì quân đội Việt Nam rút quân về nước. Mấy đây nhất quân đội Việt Nam trở lại Ấn Độ với 4.000 quân tinh nhuệ. Đây là sự trợ giúp không có gì đẹp hơn giữa tình hữu nghị hai nước cùng có chung cái hồ. Trong một tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Phan Văn Giang, coi bằng tình bằng hữu hai nước cao hơn núi Thái Sơn, Ấn Độ cũng biết người anh em Việt Nam đồng lòng chung tay giúp Ấn Độ nên đã quyết bán cho Việt Nam một tên lửa siêu thanh Ramos để kiểm soát khu vực biển Đông. Trong khi đó Trung Quốc nhiều lần phản đối Ấn Độ bán vũ khí cho Việt Nam và tạo nên những xung đột căng thẳng. Tuy nhiên, Thủ tướng Modi của Ấn Độ cho rằng nếu Trung Quốc không có ý định xâm chiếm Việt Nam thì làm sao phải lo ngại chuyện Ấn Độ bán tên lửa cho Việt Nam và lời hứa tiếp theo của Ấn Độ sẽ bán nhiều loại vũ khí khác của Ấn Độ cho Việt Nam hơn nữa trong đó có cả loại tên lửa đầy mới diệt tàu sân bay của Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán thính giả, xoay quanh tình hình vụ việc quân đội Việt Nam sang giúp Ấn Độ ở biên giới đến Trung Quốc tự đốt hết nhà cửa và vũ khí để rút quân. Thông tấn nhà nước của Ấn Độ cho biết sáng sớm ngày hôm nay, Ấn Độ tấn công dồn dập vận chuyển 1.000 tấn đạn dược và nhiều binh lính tới biên giới Trung Quốc. Khả năng cao tối ngày hôm nay sẽ là bước ngoặt để chiếm lại biên giới của Ấn Độ từ tay Trung Quốc. Trung Quốc hoàn toàn thất thủ trước Ấn Độ, theo một tờ báo ngôn luận của Trung Quốc là Bưu điện Hoa Nam. Ba buổi sáng sớm ngày hôm nay cho biết, vào lúc 1 giờ 45 khi màn đêm buông xá, mọi người đang say giấc ngủ, quân đội của Ấn Độ đã cho phóng tên lửa cùng phá nắp một tiểu đoàn của Trung Quốc ở gần biên giới giáp ranh hai nước đầy căng thẳng tại vùng biên giới dài 1.300 km này, ngày một kịch liệt, dữ dội hơn và đáng báo động hơn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền ông Tập Quân Bình gây ra. Khi mọi thứ đang diễn ra bình thường thì bất chợt cách đây vài ngày, chính quyền của Bắc Kinh cho điều 4 vạn quân lính cùng rất nhiều xe bọc thép mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng rầm rộ trần sang một phần lãnh thổ của đất nước không bắt nạt gây sức ép. Mục đích của Trung Quốc là muốn chiếm đóng thêm một đoạn biên giới của Ấn Độ. Cải cách 1,3 tỷ người dân nước này đang xuống tinh thần, kiệt quệ trước sự ngôn cuồng, ngũ ngược tiểu nhân. Thần công báo của câu trời bằng vùng trên phụ vĩa Trung Quốc chính quyền Thủ tướng Modi ngay lập tức đêm hôm qua đã cho quân đội nước này bán liên hoàn 10 quả tên lửa siêu hạng, 15 quả đại bắc và đồng thời cho máy bay không quân. Quân sự này như mưa pháo tầm xa với công sức mạnh, làm nổ tan tành một khu quân sự của phía Trung Quốc đang tập kết ở giáp biên giới Ấn Độ. Theo nhà quan sát cho biết, rạng sáng ngày hôm nay, chỉ sau gần 2 giờ đồng hồ, quân đội của Ấn Độ đã đánh cho Trung Quốc tay bầy, khói lửa làm cho quân đội của Bắc Kinh bị tê liệt hoàn toàn, theo thống kê cho thấy thị trận cầm kết sáng sớm ngày hôm nay đã làm cho các căn cứ quân sự của Trung Quốc giáp danh biên giới với Ấn Độ bị tê liệt hoàn toàn bởi con số thiệt hại là vô cùng lớn. Cũng theo thống kê, 25 xe tăng của Trung Quốc bị nổ tan tành, sắp pháo, 20 xe quân sự bốc cháy. Các căn cứ đồn trú của Trung Quốc cũng bị đánh, khói lửa ngút ngút. Một vùng trời biên giới giữa hai nước, Ấn Độ cho biết đây là một trong những thắng lợi to lớn của quân đội và người dân Ấn Độ chiến thắng trên là lời cảnh báo cho chính quyền ông Tập Cận Bình và quân đội của phía Trung Quốc rằng đất nước chuyên sản xuất các loại vũ khí mang đầu trạng nguyên tử hạt nhân này sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những kẻ thù xâm lược chuyên đi gây hấn gây gỗ với các nước láng giềng. Được biết, sau chiến thắng là trận đánh sáng nay, đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ là ông Modi đã lên tiếng chỉ trích thâm tệ phía Trung Quốc khi cho rằng chính quyền của Bắc Kinh đã chủ mưu gây ra cuộc chiến này, đồng thời ông Modi nhấn mạnh quân đội của Trung Quốc, các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình nên tôn trọng 14 nước láng giềng xung quanh đất nước mình, nhất là những nước mà Trung Quốc đang có ý định dòng ngó xâm chiếm. Nếu như trong thời gian tới, Bắc Kinh còn đem quân đi xâm lấn, xâm chiếm, thì bên chính phủ Trung Quốc sẽ nhận được một kết quả đau thương như chưa từng có. Về phía truyền thông, nội các của chính phủ New Delhi sáng nay chỉ trích lời dẫn người phát ngôn Bộ Ngoại trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh rằng Quân đội của chúng tôi đã theo lệnh của Ngài Thủ tướng Modi nên đã chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều tên lửa đàn đạo, tên lửa công phá mục tiêu, tên lửa siêu thành và tên lửa xuyên lục địa, và đặc biệt là tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân, xe phá nát, quáng trường, thiên ăn môn của phía Trung Quốc, phá sập những căn cứ quân sự của Trung Quốc, nhất là phá tan con đập tam hiệp, đó được cho là tử huyệt của đất nước Trung Quốc nếu như chính quyền ông Tập Quyền Bình còn bành trướng bắt nạt đất nước của chúng tôi, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết từ thời điểm bây giờ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Nga và một số nước trên thế giới phải ngắm mũ thân phục khi quân đội Ấn Độ đang được xếp trong danh sách hàng đầu trên thế giới bởi vì họ được đặt trong một cái tên là đất nước của tên lửa hạt nhân ra mắt đến thời điểm hiện tại thì không một ai không một nước nào không biết đến những trang thiết bị, vũ khí tinh nghệ và hiện đại bậc nhất châu Á và Ấn Độ đang sở hữu. Và một trong số những vũ khí đó chính là tên lửa hạt nhân, tên lửa siêu hạng và tên lửa xuyên lục địa. Và đó là một trong những lý do mà chính quyền ông Modi không bao giờ chỉ khắc phục trước các mối đe dọa đến từ bên ngoài. Do vậy, nên Trung Quốc đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng đi gây gỗ bắt nạt xâm chiếm biên giới lãnh thổ của đất nước này. Như chúng ta đã biết, trận chiến sáng ngày hôm nay đã minh chứng cho điều đó. Và chắc chắn rằng chính sự trên không chỉ dừng lại ở đây bởi chính quyền của ông Tập Quân Bình luôn rất máu chuyến và luôn muốn thể hiện sức mạnh khi dùng vũ lực, thị uy sức mạnh, dường oai với các nước trong khu vực, đặc biệt là một nước láng giềng cũng theo các chuyên gia nhận định rằng trận thua thảm khốc vào sáng sớm ngày hôm nay, chính quyền Bắc Kinh sẽ phải họp khẩn cấp để đưa ra những phương án trả đũa, trả thù Ấn Độ. Các quan chức trong chính quyền của Bắc Kinh đang hết sức tức giận và nổi điên khi quân đội của đất nước này đêm hôm qua đã bị thất bại trước một đất nước Ấn Độ bé nhỏ. Hiện tại, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đang cho tiến hành một cuộc họp khẩn cấp để tìm ra phương án trả đũa lại New Delhi. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết Trung Quốc đã quá sai lầm khi đem quân đội dùng vũ lực đi xâm chiếm lãnh của các nước láng giềng với cả chính quyền ông Modi, bởi vì quân đội của ông đến Mỹ cũng phải kiếp sợ. Họ không có gì ngoài tên lửa xuyên lục địa, những quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân và tên lửa hành trình cho một bài phát biểu trên truyền hình của New Delhi. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa của nước này có sức công phá ngoài sức tưởng tượng. Ấn Độ có thể phóng tên lửa tới tầng Đại Tây Dương, giới chức quan sát cho biết. Ấn Độ cùng nhiều Hoa Kỳ đang kết hợp với nhau để đánh bại phía Trung Quốc bởi vì họ cho rằng Bắc Kinh chính là mối đe dọa của thế giới sau khi quân đội của nước mình phóng tên lửa thiêu rụi 8 chiếc xe tăng của phía Trung Quốc để dần mặt chính quyền ông Tập Quân Bình. Đích thân người lãnh đạo đất nước Ấn Độ, ông Mohammed Model đã nói rằng không một ai, không một đất nước nào trên thế giới muốn có chiến tranh bởi vì chiến tranh chỉ mang lại đau khổ cho con người và thiệt hại là không kể xiết. Tuy nhiên, đất nước của chúng tôi vẫn phải chế tạo ra các vũ khí tiên tiến hiện đại bậc nhất trên thế giới để bảo vệ an ninh, an toàn lãnh thổ cho đất nước. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trên? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.